này khu văn hóa mới của Trà Ôn này, là công viên của Trà Ôn nè cả nhà. Đến tối thứ bảy là đi bán chợ đêm mà trong đây nè đông lắm đó, đó là đó cho cả nhà coi nè, đó thấy chưa cả nhà, thấy chưa đó khu văn hóa, bây giờ gọi chỗ này là khu văn hóa đó, khu văn hóa đó, nó là vậy. Rồi tối đến là thứ bảy là nó mới họp chợ đêm trong đây đó, cả nhà thấy không cấm xe vào luôn á đó. Đó đến tối là bán chợ đêm nhà tàn cảnh. Rồi giờ mình chạy tới ngay chân cầu Trà Ôn nè, mình mua chuối nướng, chỗ này là mình mua thường luôn. Được không? Được, bánh đây mua chuối nướng. Ừ. Vậy? Xuống rồi hôm qua. Chút nữa về rồi tới quay cái hàng chuối nướng thôi, bán buôn may bán đắt gì không? Nướng Thái luôn nó nay ra cái nghề mới nè, gà nướng Thái nè, hồi đó đâu thấy đâu mà. Đâu hồi kỳ trước sao anh không thấy nhớ em bán bên đó, em bán giùm cho nó hôm nay mới 7 năm rồi đó. Vậy hả? Đó giờ em bán giùm cho nó, em ra đây 7 năm rồi đó, phụ gà nó 7 năm rồi đó. Vậy hả? Ủa sao hồi trước chắc anh không để ý quá. Bán nhiều chục? Dạ 40 ngàn. Không, chuối nè 10 ngàn 12 trái giống như mùa đồng vậy đó. 10 ngàn 12 trái không dạ. Có thêm bớt vậy hả? Dạ không, không. Lấy trái vừa vừa đây nha. Dạ. Không có mà nó không có chín nè. Lấy trái vừa 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 thôi, nó đừng ở cả nhà mà đi Trà Ôn mà ghé ngay chân cầu Trà Ôn à, nhớ tới hả? Dạ. Cái hàng chuối nướng của chị này nha. Dạ. À, bán đây là nói là bài là mấy năm, 7 năm hả? Dạ. Đó là bán chuối nướng. Sao thấy nó khét quá vậy? Không, vàng ngon chút thiệt. Rồi. Đó, mối của em dễ vậy em bậy ăn nữa. Mối hả? Rồi. Mối thì có thêm không? Dạ. Trời em mất nó ghẻ dễ thương, về ghẻ thì thêm gì chi cho mất công. Nửa đương thêm tấm nữa thôi nữa. Rồi thôi đi. Này là không có cột lại nè phải không? Dạ, để banh để hở ra cho nó bay hơi nè phải không? Dạ, đúng rồi. Anh ruột nhớ em dặn, anh dặn luôn. Rồi cảm ơn anh ruột. Ừ lúc em dặn đó, buộc lại nó bị hầm hơi. Nói đi thì hả, cả nhà đang coi nè trên YouTube nè, cả nhà nè, cô bác anh chị hay là em nào mà có thèm chuối nướng mà đi về Trà Ôn thì ghé ở chỗ này ngay chân cầu Trà Ôn nha, bên tay phải nha, nhà ủng hộ em Út, mua đâu cũng vậy là em mua cho em giờ. Rồi cả nhà giờ mình đi mua chuối nướng, chút trưa mình về rồi mình cho nó tiền khỏi phải mua nữa. Cầu Trà Ôn mình đi xuống. Cảnh đẹp quá ha, lên lên cảnh đẹp quá ha. Ừ lên bình thường thêm mà mình đẹp. Nhìn không đẹp mà lên cảnh đẹp ha. Ừ. Lên thêm là đẹp rồi. Trời ơi sáng giờ em biết vậy là em phải tha son đánh phấn cho nó đẹp đẹp hơn lên tivi. Rồi đó anh có đi xuống kìa, anh nhớ nói với em trước nha. Dạ. Đây phải bà chủ. Dạ, anh sáng. Đó. Sao vậy? Anh đi
đi nha. À. Rồi. Rồi giờ mình ra ngoài chợ rồi mà có hỏi thăm ta rồi mà ta nói là hả giờ này chưa có bán, khoảng đến 1 giờ mới được, nhưng mà chỗ bán là chỗ nhà thờ đó. Đấy, giờ ta chỉ mình ra nhà thờ, giờ mình chạy ra chỗ nhà thờ nè, ngay hả ổ luôn. Đó, giờ mình chạy ra nhà thờ cho cả nhà xem nha. Đó, đi ngang chợ rồi, giờ mình ra nhà thờ đây. Nói là chỗ đối diện với bác sĩ Phúc Em gì. Đây là chùa chạy nha thờ. Trên này là đường Gia Long nha cả nhà. Đó, thị trấn Trà Ôn. Đây, bác sĩ Phúc Em đó, thấy các bạn bác sĩ Phúc Em rồi. Tới rồi, gần tới rồi. Đối diện đó là cái quán này đó, có anh đi gà đó. Đây chỗ này bán bánh tuốt, đây chỗ này bán bánh tuốt. Bánh tuốt này mình bán sao anh? Mỗi hộp thì 5.000. Mỗi hộp này là 5.000. Bánh thuốc này mình làm với cái thứ gì, cái lá gì anh? Lá rau mơ á. Lá gì? Rau mơ, lá thú địch á. Cái lá rau mơ á, cái lá thú địch ăn thịt chó phải không? Rồi cái lá đó mình xay ra, mình lấy nước đó hay sao? Xay ra. Mình xay ra, mình lấy nước đó, xong mình lắng nó lại. Không có trộn vô bột. À, mình lấy cái nước đó rồi mình trộn vô bột thôi. Bột. Vô bột gì? Bột gạo mình á. À là mình trộn vô bột gạo xong xuôi rồi mình quậy nó ra nó lỏng lỏng gì phải không anh? Rồi rồi mình chán. À là nó là vậy. Giờ một bịch này là 5.000. Này làm mình cũng công phu lắm á ha. À, cũng công phu lắm là mình phải lấy lá về mình phải rửa sạch này kia sạch sẽ kia xong xuôi rồi mình quay ra. Rồi mình chắc lấy cái nước đó mình bỏ vô cái bột gạo mình phải không? Rồi mình quà nó ra cho nó lỏng ra rồi mình mới đổ ra này mình chán. Anh người Bắc hả? Dạ. Thì ở ngoài Bắc người ta kêu bằng lá gà mơ đó, để ăn thịt chó đó. Dạ. Ở đây thì dùng người ta kêu bằng lá thú địch. Dạ. Tức là này là mình chán trên mấy cái sừng mình á, hay là chán thấy bánh chát vậy đó. Thấy như người ta thấy có người ta có để mấy cái lá dừa gì đó, mấy cái miếng dừa cái người ta đổ lên cái ta hấp. Cái đó dày lắm, cứng lắm. À vậy nó dày nó cứng lắm phải không? Không bằng thấy là độ ta hấp vậy, còn nó không bằng cái chán này, cái chán này thì mình nó mỏng. Dạ, nó ngon hơn đúng không? Với nó có vệ sinh hơn. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, với lại em thấy là người ta lấy cái lá mà cái lá cái bẹ dừa gì mà nước gì mà nó có gai đó, người ta xếp lên cái nồi hấp phải không? Cái ta đổ lên cái đến lúc hấp chín ta lấy ra từng miếng vậy đó. Nó cứng ngắc rồi. Dạ nó cứng lắm phải không? Đó phải ăn liền. Ừ, còn này là nó tuyệt vời hơn đúng không? Với nó có vệ sinh hơn, mình không có động tới lại. Dạ. Yeah. Một bịch này là 5.000. Dạ. Yeah. Rồi còn nước dừa. Nước dừa mình quay đó máy đó. Dạ, yeah, làm ép luôn. Ép luôn à, nhà làm luôn. Rồi. Như vậy là chắc lời nhiều lắm phải không? Là tự làm lại lời nhiều đúng không? Máy ép chứ không có dắt tay. Dạ, yeah, máy làm bỏ vô máy ép là đúng rồi, trên Sài Gòn cũng vậy là nó có máy ép. Nó đỡ cực hơn đúng không? Máy quần 10. Dạ. Và đổ tôi cũng người Bắc à. Vậy hả? Ở Phú Nhuận. Ý Phú Lâm. Ờ tôi bị mất gốc lâu rồi. Thì đi năm tư lắm rồi. À lúc đội Pháp quá đà phải không? Năm tư rồi. Dạ. Bắt năm tư. Rồi lấy em một bịch, hai bịch này để đến chiều được không? Được. Mới làm. Dạ. Dạ lấy một bịch, hai bịch, ba bịch, bốn bịch đi. Để là mình về chỉ đổ nước dừa vô ăn thôi. Rồi. Đúng không anh? Rồi.
nước dừa vô ăn thôi. Bốn bịch này là gì? Chè tàu sỏi, chè tháp soạn gì à, phải không? À, còn này này chè tàu sỏi, chè chuối. Chè chuối hả? Chuối, chuối đã chiều được không? Được, được, mới luôn à. Này này chè đậu xanh, cái nào cũng mới nữa. Thôi lấy cái chè chuối, lấy cái bình chè này. Mỗi cái 5.000 nha. Là tất cả là nhiêu anh? 30. Này 20, này 30, 30, 30 đi mua thêm gì nữa không? Còn này là gì? Chè đậu xanh. Mà lấy hôm hộp này nữa đi. Dạ mới 35 à. Rồi 35. Rồi trả anh 35. Mà dì làm cái nghề này được nhiêu lâu rồi? 30 năm rồi. Mấy chục năm rồi. Đi 30 năm rồi anh. Bán xôi thôi. Dì nói sao? Nói chuyện hồi đó thờ để đẩy xe bán, rồi bây giờ cái để đại tại đây bán đó. Còn chút ít cái nhỏ dầu cái có chiếc xe đạp để lên cái... À thì là buổi chiều chiều mà khoảng 1-2 giờ là con thấy là đi vòng vòng dạ, vòng ở trong thì ở trong thị trấn mua là con dâu rồi gì dạ, phải không? Dâu đó đây nè. Nó bỏ cái mà nó như vậy là giờ là con ra tới nơi luôn, con không chờ đến 1 giờ nữa. Rồi giờ cái để bán vậy, cái gì còn nhiều cái nó sách thì bán nữa. Dạ. Rồi vậy con cảm ơn vậy nhiều nha, con biết dạ. Chỗ rồi, mai mốt con về là hả con ghé thẳng đây con mua luôn. Dạ. Không phải con khỏi phải chờ đợi nữa. Dạ. Lúc đồ tin đồ mới. Lúc này con thấy có cái gì kia kìa đi ở ngoài chợ đó. À, chị nói là ở chỗ bác sĩ Phúc dạ. Em gì đó ngó qua dạ. Rồi còn cái chị kia thì nói là đến 1 giờ với đi bán ở đây dạ. Nhưng mà hả chị cho cái chị kia cũng đang đẩy đẩy cái xe đó thì nói là hả chỗ Phúc Em này là chỗ đó bán thì lúc bạn đi ngang đi kiếm kiếm rồi gặp cái chị mà chị nói 1 giờ đi ngang qua chị chỗ này nè rồi mới biết nó dạ. Điền chiến cái giờ một chút cái gì cái còn ba cái cho nó điền một chút nữa đó dạ. Mới mà mới làm rồi giờ cả nhà biết rồi nha, cả nhà là chỗ này là bán bánh tuốt nè, là đặc sản của miền Tây nè, ở dưới chợ Ôn mình á, ai có về thì cứ ghé đây mua nha. Rồi chào cả nhà nha. Dạ, dạ. À, chào nha dạ. Chào gì nha, con về nha dạ. Dạ đúng rồi, mấy bố con biết con lại đây con mua dạ. Rồi bay gì? Về đây ở đâu? Ở nhà ông ngoại. Ở đâu? Ở chỗ đường Quang Trung á. Biết rồi. Chỗ đó. Chỗ dạ. Đối diện với ông cầu á. Ờ, nhà ông già ngay chỗ đối diện đường Quang Trung đó. Vậy hả? Vậy hả? Ờ, có một quê đó. Nhà vậy hả? Nhà anh khúc đó hả? Ủa vậy à, khúc nhà chứ khúc trà hả? Nhà cô Ken á. Ờ, cô Ken. Nhà rồi đó. Vậy là cháu của B hả? Dạ, dạ cháu của B. Dạ. Ở B gặp nữa. Dạ. Nhưng mà bà không biết mấy chỗ này đâu. Cháu biết, nói với tôi là bạn thân. Nhưng mà hả, mọi lần về là bà nói chờ đi 1 giờ có bán. Đó, đó, đó vậy. Dạ, rồi. Vậy thôi em về nha. Cảm ơn cả nhà anh nha. Rồi, cảm ơn dì nha, con về. Rồi cả nhà ơi, đó mình mua bánh tuốt về rồi đó nè, bánh tuốt nó là cái này nè đó, chắc cả nhà cũng biết mà đúng không, đó là có người ta có cho tâm nữa nha, có hai tâm nữa đó đó, thường thường sắc lên như này nè, mà cái này thì nó mỏng nó ngon hơn, mà nếu ta đổ trên lá ta mang ra thì nó bị dày đó, có cái tâm nè, người ta đổ nước dừa vô ta chấm ăn thôi, vậy là ăn thôi, nước dừa là có nêm nếm gì không biết trong đó có ngon hết vậy là ngon rồi, béo nữa đó, là ăn bánh tuốt nó vậy đó, là cái bánh tuốt là nó như vậy nè, bịch này cũng vậy nè cả nhà đó, ba bịch chè rồi. Bánh tuốt này á, nó kêu là bánh tuốt là hồi đó người ta làm nó chưa công nghệ cao, người ta chưa có làm công nghệ cho nên bằng sửng, bằng là hấp. Hồi xưa ta cũng hấp, nhưng mà hả người ta hấp nhưng mà ta không có bỏ lên sửng, người ta hấp như bánh tráng mà người ta gưới lên mấy cái tàu lá đó, xong xuôi cái bắt đầu người ta tuốt đi, ta tuốt từng miếng xuống vậy đó, cho nên chắc người ta gọi bánh tuốt, theo mình nghĩ là mình nghĩ vậy đó thôi đó, mình chắc mình nghĩ là mình nghĩ vậy thôi
ta kêu bánh tuốt là chắc là nó là vậy, nó tuốt vậy, là hồi xưa là bánh tuốt là nó là nó tuốt như vậy cho nên ta kêu bánh tuốt. Còn giờ thì hả, không biết người ta kêu, nếu mốt người ta làm sửng ta kêu bánh sửng quá. Rồi ơi vậy chào cả nhà nha, rồi hẹn cả nhà hả video kế tiếp nha, rồi nhớ đón xem nha cả nhà, bye.